mùa Halloween nè các bạn. Dạ toàn những mẫu ma quỷ ha, mạng nhện nè, nhà mặt ma nè. Đó. Đây là ngón cái của cô, là những con ma nó bay là đà nè các bạn, thấy chưa? Trở lại với kênh của em mày nha. Sau khi em mày làm bộ mới xong rồi nè các bạn. Bộ mới coffin nè. A little bit coffin thôi chứ không, cô này không có muốn dũa là ốm quá ha. Giờ lại mày sơn vẽ 10 ngón cho cô này. Cô này vẽ lại cái mẫu cũ rồi, năm rồi em mày vẽ cho cổ ha, mình nhờ em mày vẽ lại. Sơn cái trắng đen rồi màu đỏ nữa cho Halloween nè cả nhà. Chung là mùa này Halloween đắt lắm cả nhà ơi. One is one for the red, not the orange. Yeah, that's a feature. Yeah, well, yeah. Okay. Whichever. Yeah, that's why in the app you must saw. You saw you want the red? Yeah. Okay. Or for the, like, for the, like, for the white part on this one. Oh, you want it for the red? Like, how the, how right here is white, I wanted to do that part red. Okay. Like, you know, like blood sort of. Now you did this. Ok các bạn, bây giờ ngón này là em mày sơn màu cam nè. In. Sơn màu cam là sơn hơn nửa móng ha, chứ không phải sơn thiếp nha. Lễ ma quỷ mấy màu này đắt lắm cả nhà, nhất là màu trắng với màu đen nè. Ok các bạn, sau khi mình sơn xong hai nước nè, bây giờ em mình sẽ vẽ Halloween cho cô khách này nha. Vẽ cái mạng nhện nè cả nhà. Mà cái này có nửa mạng nhện ha, chứ không phải nguyên ha. Còn ngón út này là mày sẽ vẽ cái màu trắng mà. Ngón cái, ngón danh này nè, vẽ hai con mắt nè. Cái
chung cái mẫu này cũng cái mẫu của mình ha, cách đem lại cho mẹ vẽ thôi. Bên đây cũng vậy, vẽ cái màn nhện nè, cái khách này vẽ tới 10 ngón luôn cả nhà. Sẽ chấm hai con mắt nè. It's pretty ha. Con mắt em mày chấm tròng đen chứ, còn một lát phải chấm một miếng trắng nữa cho cái tròng trắng. Đóng bùi hàng. Đây các bạn, bây giờ ngón này thì mình vẽ cái spider web nguyên cái nè. Sẽ vẽ cái mặt nè, cái mặt ma nè. Giống không cả nhà? Bên đây cũng vẽ, bên đây một cái spider web nè. Ngón cái nè cả nhà, ngón cái là làm mấy con ma ha. Nó cái vòng tròn là mấy con ma nè, ma lớn ma nhỏ nha cả nhà. Ma mà có vụ ma lớn ma nhỏ là sao ha.
Nhưng tại ngón tay khách mình nói cho vui vậy thôi chứ. Ngón tay khách mình làm con lớn con nhỏ cho nó ra cho nó lạ lạ. Bạn cái con ma của em mày chưa? Giờ cái này em mày vẽ như cái mặt trăng vậy cả nhà. Mặt trăng cho cái đêm Halloween cái mặt trăng màu trắng nè. Xong rồi em mày sẽ vẽ những con quạ đen, những con cò đen ha. Nó bay vòng vòng đây nè. Sẽ vẽ cái mặt trăng trước. Có nhiều người khách ở cả nhà giống vẽ như cái nghĩa địa vậy đó, cái mồ vậy đó. Nhưng mà cô khách này cũng không có vẽ ha. Rồi mày vẽ những con quạ đen nè. Cả nhà thấy không? Yeah, you like it? Cool. Yeah. Nói chung là mấy cô khách của em mày mùa này là thích vẽ vậy lắm. That's so cool. That's so cool. Yeah. Mommy, who's number one? Mommy, you're number one. Okay. Đây. Bây giờ là cái con ma nè, cả nhà mấy con ma nhỏ nó bay lờ đờ nè. À, ma này ma nhỏ, ma thiếu nhi ha. Giờ em mình sẽ chấm mấy con mắt rồi mới thấy đường bay nha cả nhà. Để nó trắng xác nó không có con mắt không thấy đường bay nè. Đó, mỗi con là hai con mắt đó cả nhà thấy không? Thế cả nhà bây giờ đã xong xuôi hoàn thành nè. Để mày bỏ một chút xíu kim tuyến chỗ này thôi. In. Đó, lại mày đã xong 10 ngón ghẻ ha. 10 ngón ghẻ cho lễ Halloween nè. Đó, bây giờ em mày chỉ bỏ nước bóng lên nữa là em mày xong bộ nail nha cả nhà. Đây nè các bạn, là em mày đã hoàn thành xong mẫu Halloween cho cô khách này ha. Bộ mới 10 ngón ghẻ nè các bạn thấy không? Đó. Em mày cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em mày nha. Em mày xin chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt.